Em Hoành ô tô cũ xin chào quý các bạn. Hôm nay em Hoành ô tô cũ xin gửi tới các bạn một mẫu xe. Đó là con Chevrolet Vivan. Con Chevrolet Vivan này được sản xuất năm 2009. Số sàn, máy xăng anh chị nhá. Con này thì hiện tại là bên em đang giao bán với giá là 179 triệu đồng. Anh chị nào cảm thấy con xe này phù hợp với mình, hãy nhấc điện thoại lên gọi điện cho em theo số điện thoại 0904 250 500, hoặc anh chị có thể đến trực tiếp chợ ô tô miền Bắc tại km 47 Quang Trung An Lão Hải Phòng để có thể là xem xe trực tiếp cũng như đi thử và vận hành nó, xem nó có đạt tiêu chuẩn hay không, có ưng ý mọi người hay không. Và tất cả mọi thắc mắc thì anh chị hãy gọi điện cho em, em sẽ giải đáp tất cả thắc mắc anh chị, cũng như anh chị có thể là tìm thấy những cái dòng xe khác, mẫu xe khác ưng ý hơn. Bởi vì bên em thì chuyên về tất cả dòng xe cũ, xe cỏ. Và hiện tại bên em còn rất nhiều xe, nó phải gần 100 con xe. Đây anh chị cũng có thể nhìn đầy đủ các loại dòng xe này, đầy đủ rất là nhiều. Đấy, từ 2 chỗ, van 2 chỗ, đến 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ. Đây, một dàn 16 chỗ đây, rất là nhiều xe anh chị ạ. Đấy, anh chị cảm thấy con xe nào hãy gọi điện cho em, em có thể tư vấn cho anh chị và có thể là gửi video của những cái mẫu xe đấy cho anh chị xem. Và với con Vivan này thì con này đang mang một lớp sơn là màu vàng cát, anh chị nhìn nhá, màu vàng cát rất là đẹp. Màu xe thì màu vàng cát là thường thường là rất là nhiều người ưa chuộng nhất. Đây, form dáng thì con này là một cái dòng xe 5+2, ngồi được 7 chỗ. Thế nhưng mà nó không được rộng rãi bằng có thể dòng 7 chỗ như Innova, nhưng mà nó vẫn chở được 7 số người, 7 người. Số người quy định là hợp pháp. Đây, 5+2. Kiểu dáng của nó rất là thon gọn, nhỏ nhắn. Anh chị có nhìn kỹ không? Con này thì hiện tại là bên em đã bao rút hồ sơ rồi, hồ sơ đã cầm tay rồi. Anh chị là mua thì vào tên anh chị thôi, vào tên anh chị trong phút mốt là xong rồi. Con này em đã bao bộ hồ sơ nhá. Em vừa đi một vòng cho anh chị xem thấy form dáng của nó. Form dáng nó rất đều đặn, màu vàng cát rất là đẹp. Sơn si thì chỉ là phẩy một chút thôi, xếp xa một chút phẩy thôi. Rất là đẹp rồi, 7 chỗ. Mình có thể nhìn xuyên qua xe. Đấy. Em cho anh chị xem về phần nội thất bên trong với chị nhé. Đây là phần nội thất bên trong này. Đây là về phần tapi cánh cửa bên lái này. Gương kính chỉnh điện đây anh chị nhé. 4 kính lên xuống bằng điện này. 2 gương chỉnh điện này. Đầy đủ. Đấy, tay mặt cửa nó rất là sáng như chị nhé, rất là sáng. Dòng này là dòng của Mỹ nhé, dòng xe xuất Mỹ, đâm ra là về tiêu chí thì rất là ổn. Đây là keo chỉ của cánh cửa bên lái này, còn nguyên này rất là đẹp này. Có thể nhìn kỹ các ốc bản lề cửa, khóa cửa, đúng rồi, rất đẹp. Đây, con này thì nội thất của nó vẫn là ghế lỉ nguyên bản nhé, lỉ nguyên bản rất là đẹp, rất là sạch sẽ, trần lỉ nguyên bản này, ghế lỉ trần lỉ đều nguyên bản hết. Ghế của nó rất là đẹp, tất cả các ghế không có rách dưới gì. Vô lăng của nó đây, vô lăng 3 chấu này. Đây đồng hồ hiển thị tất cả chế độ. Đây, mặt cáp bi đây, cáp lô đây. Đây là tất cả các nội thất chức năng của nó. Nghe nhạc này, đĩa này hơi rẻ. Lách đĩa, nó ở ngoan rồi. Phần điều hòa nhá, điều hòa đây.
Nhưng mà đang rất là mát này. Chế độ điều hòa này, củ số này, củ số còn rất là mới, tất cả các nút số còn nguyên, tất cả số rất là lép. Phanh tay đây. Đấy, tất cả các chức năng còn rất là đẹp. Đây là ghế lì sau cũng thế, rất đẹp như hàng ghế lì trước, rất sạch sẽ này, không phải rách dưới nhá. Con xe chứng tỏ đi rất ít. Đây ở đây đây có một lốt ấy, là lốt này, lốt thuốc lá này. Đây tắp bi cánh cửa sau lái đây. Theo chị cánh này vẫn còn nguyên nha chị. Đây là lắp đít, lắp đít cốp. À, keo chỉ còn lắp đít cốp này, còn nguyên nha anh chị nhé. Đây quay rất, em quay rất chi tiết cụ thể cho anh chị xem này. Xem vào những cái góc độ nhạy cảm nhất, xem có va chạm đâm đụng con xe này không. Đây hàng ghế cộng 2 ở đằng sau nhé. Hàng ghế cộng 2 thì nó rất là nhỏ thôi, nó rất là nhỏ hơn đây. Ở đây vẫn ngồi bình thường này, ngồi bình thường luôn. Xe này rất là thon gọn, rất thon gọn với anh chị với gia đình là đi lại, có thể chạy chút thêm chút taxi dịch vụ. Cánh sau này, keo chỉ cánh sau, sau phụ cũng còn nguyên hai nguyên kiện. Đây, cánh bên phụ đây. Hai lẻ chín anh chị nhá. Con này thì đăng kiểm dài miên man đến tháng 3 2020. Ok, mấy tháng nữa. Đây, em cho anh chị xem là phần lắp cabo. Cabo đây. Quan tâm xem nó có bị móc méo không, keo chỉ có mất phần nào không. Đây keo chỉ của người này. Đấy, đánh keo chỉ này. Rất là cân đối nhé. Các đầu tai, đầu răng. Máy móc đang lổ đây. Máy móc thì khô ráo anh chị nhá. Tới bản chút đồ em không kịp vệ sinh thôi. Sẽ kịp vệ sinh máy móc. Đấy. Em vừa giới thiệu cho anh chị về con Chevrolet Vivan đời 2009, số sàn, số chỗ ngồi 5+2, là 7 chỗ ngồi. Bên em đang giao bán với giá là 179 triệu đồng. Anh chị nào cảm thấy con xe này hợp với mình hãy nhấc điện thoại gọi cho em theo số điện thoại 0904 250 500. Em tên là Hoành, 32 tuổi. Anh chị nào mới xem video của em
thì hãy đăng ký kênh cho em để em có thể chuyển tới anh chị những con xe mới về của chợ ô tô miền Bắc để anh chị có thể được chọn lựa đúng đắn nhất. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại anh chị tại những video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết video.